một sự khác có dạng ngồi thiền hoặc ngồi niệm kinh mà thân người ngã về phía trước là do nghiệp hoặc bị ma quỷ phá phải không ạ? Con ngồi lúc nào cũng chúi người về phía trước nhiều, mặc dù có chỉnh lại nhưng hễ ngồi đọc kinh là lúc nào cũng bị như vậy, không chỉnh hết được, mong sư hướng dẫn sửa lại dáng ngồi. Thì quý vị đơn giản là quý vị sửa lại thôi. Ngồi thì mình dành cái tâm mình ra để mình coi lại cái thân của mình, chỉnh sửa lại nó liên tục, riết nó quen chứ đừng có đổ thừa. Xin thưa là nếu như mà các cái hàng phi nhân mà nó nói cho mình nghe được á, thì nó cũng nói mà oan quá, oan quá, oan quá. Sao mà thiên hạ cứ cái gì cũng đổ lên đầu tụi tôi. Sư giả sử mà họ nói được á, thì kiểu gì họ cũng kêu oan. Từ cái kiểu mà tình duyên lận đận á, thì nói là bị người âm họ ám, thành ra phải đi cắt duyên. Hễ mà bệnh hoài không dứt á, là chắc cũng người âm họ ám. Rồi cứ đi làm ăn mà thất bại thì chắc cũng là người âm họ phá. Chuyện nhà chuyện cửa lục đục chắc cũng do người âm phá. Rồi cho tới bây giờ cái chuyện ngồi mà ngồi không yên á, thì cũng đổ thừa cho người âm phá. Thì xin thưa là nếu như mà họ nói được, nếu họ nói được mà mình nghe được thì chắc họ phải cũng phải kêu oan á. Tội nghiệp người ta, đừng phu oan người ta, tội nghiệp. Chứ cái giống giải gì, mình cũng đổ thừa cho họ hết là không có được. Đó là một thái độ rất là không lịch sự. Tôi nói vui là rất là không lịch sự, bởi vì mình vu oan giá họa cho người ta rất là không có lịch sự. Tôi khẳng định là không có kinh tạng nào nói chuyện này. Còn cái chuyện về nghiệp, lại một lần nữa, trong một bài kinh, có một vị tỳ kheo nói với Đức Thế Tôn rằng: con đã nói với người này người kia là tất cả việc gì cũng đều do nghiệp. Đức Thế Tôn nói: đừng có phỉ báng Như Lai, bởi vì không phải chuyện gì mình cũng đổ thừa cho nghiệp nha. Thí dụ như một cái đứa nhỏ nó ngồi học á, nó ngồi viết bài mà nó cứ gù lưng xuống, mà mình không sửa nó, mình nói do nghiệp hoặc mình nói cho phi nhân ám nó, thì phải nói là oan quá, oan quá. Oan. Cái chuyện sửa là do mình nha, cái chuyện sửa là do mình. Cái quan trọng là mình có chủ tâm mình sửa hay không, hay là mình đổ thừa cho những cái thế lực ngoại lai. Và có một điều xin nhấn mạnh như thế này: nên hết sức thận trọng khi nói về các cái pháp thượng nhân, bởi vì sự ví dụ như chúng ta dựa vào đâu để mình khẳng định một người nào đó bị tạm gọi bị ma ám. Anh có thần thông không? Nếu anh không có thần thông, anh dựa vào đâu? Mà nếu như anh nói thì người ta nghĩ anh có thần thông á, thì tức là anh phạm giới. Mà nếu anh không có thần thông thì anh lấy cái gì mà anh khẳng định mấy chuyện đó? Rồi anh nói cái chuyện này chuyện kia do nghiệp, anh có thần thông không mà anh khẳng định? Mà mình nói cái kiểu mà chắc cú như đinh đóng cột như vậy thì nó rất là kẹt. Trong khi đó những chuyện này không được nói đến trong kinh tạng chú giải lẫn hậu chú giải. Thành ra khi nói pháp thì nói chúng ta phải rất là cẩn trọng, bởi vì cái lời nói của mình nó quyết định cái chuyện mà bản thân mình
siêu hay đọa và người nghe siêu hay đọa. Khi chúng ta nói pháp một cách không cẩn trọng, với cái tâm ý sợ mình nói sai và sợ người khác hiểu sai, thì nó có thể dẫn đến cái chuyện là tự mình đi địa ngục. Anh nói sai chánh pháp đi địa ngục, không có cửa nào mà tránh khỏi trơn. Và anh dẫn luôn những người nghe anh, tin anh, đi theo anh xuống địa ngục chơi cho vui. Rồi tới hồi ở đó, đó than khóc cũng muộn rồi nha. Còn cái chuyện một cái dáng ngồi, tôi lặp lại, tự quý vị sửa thôi. Thường xuyên tỉnh thức quán quan sát lấy bản thân mình, thấy nó ngồi mà nó không có đúng thì ngay lập tức sửa lại. Nếu cần thiết ngồi gần cái tường hoặc là ngồi gần cái gì đó mà nó có thể nó sửa lại cái dáng của mình ha. Cái gì cũng phải tập hết trơn á, chứ mình không có nên đổ thừa. Cái gì cũng phải tập nha, cái gì cũng phải tập.